Cho soi Maxi à? Ồ, đánh được. Cho soi Maxi là cái đó đánh được. Em thấy cái camera của em có mắc pin không? Quay trở lại anh em nào, đây là cho son những tay của tuyển thủ về lớp. Hiểu đầu đôi 4-6 này, cho son và Maxi. Trận đấu mà tổng quân về lớp đánh trường công, cùng với Maxi bên kia. Bạn lại được quần áo sẽ gần như là khóa luôn con cho son chúng ta. Chém đỉnh chém cùi. Đây, vậy là có bãi quả phụ 6 cây ngay sát quả chính dành cho về lớp. Xem lớp làm gì phóng to cam lên nè. Để trận em không to cam anh em nhá. Ôi em ở trong trận thì cũng phải để đến này thôi. Chết dở đấy. Hôm nay không có đối tác anh Nguyễn Thủy ạ. Tối có. Qua thì bên đấy vô địch chắc là hơi sâu. Anh em ăn mừng hơi sâu. Oh, đi cuối trận anh vụ trống nhá. Đây có voi nữa đấy. Kiểu đầu về rồi quả phụ đã có. Quả phụ mắc và đôi voi. Quả này đã quá ngon rồi. Để chém đi cho sò nó chả sợ gì con Maxi cả. Sợ nó sợ nhất là con Maxi nó chuyển khung A đâu. Bài khung đẹp đấy. Bài khung đẹp nó chuyển khung A thì sẽ là khó chơi hơn. Rồi, ui giời. Hai quả phụ dành cho cầu thủ về lớp. Nhìn này thì Bắc Minh rồi. Đúng rồi, chúng ta thì coi như cũng phế luôn con phụ kia là Maxi. Trận đấu mà nó chỉ xoay quanh những con chém với con đi thôi. Bài đấu có thể nói là rất Bắc Minh thì về lớp hai bãi quả phụ 6 cây anh em. Rất hiếm cái bài mà kiểu hai quả phụ đều 6 cây cả. Em không phải mặc nha anh Lê Tuấn Anh ơi, Hà Nội xếp thứ hai anh nhá. Hà Nội xếp thứ hai, Thái Bình đứng đầu. À, anh Nguyễn Văn Toàn chứ. Ủa, Nguyễn Văn Toàn. Đó, tất nhiên ta sẽ đưa với thế mà đánh được những con y thôi. Cờ cấu ôm một bãi vàng ở trong 9 giờ.
10:36. Giờ thì tất nhiên chuẩn hướng mình có xe giò. Chuẩn thứ ở trong góc trong đây à? Thì thứ ngày kia đi. Ngày thứ 22 giờ thì phải. Bãi đá kìa. Chuẩn không? Lục sẽ là siêu khỏe rồi về lớp. Đặt nữa thì căng một vài cái e chỗ bãi quả là ngon luôn rồi. Đây, tập đồng lính cảm nhà của Xuân Thứ ở chỗ này. Xe giò ta bắt bóng ở trong 3 giờ. Chuẩn rồi. Đây sẽ là BI. Đây là L2 à? À không, không, chưa lên. Đây chưa lên đời. Đây BI kiểu gì? Quán mồm. Bây giờ bắt đầu ăn vàng dành cho cầu thủ Xuân Thứ. Quyết định của V-Lớp là 2L4 thẳng luôn. Có hốc nhở. Còn đây là một thế, thế khung thì phải. Hình như là một thế nhà khung một bầy hươu bên ngoài đâu. Một. Thôi, một bầy A rồi, chốt luôn con T lại. Con T chốt được đấy. T nở ra chốt luôn cái bầy A lại cho nó bắn. Là rất hợp lý để cho V-Lớp. Rồi, đang về để con gần như chắc chắn con chém nó sắp ở trong rồi. Chém tinh ra rồi anh nhớ. Bắt đầu bắn. Thôi không cần nốt, đồ bạn thì vẫn chưa có quân ở đây thi đấu cơ. Đâu em thấy lực vẫn đang là siêu khỏe. 300 cầu thủ với lớp. Xúc luôn một dân. Bãi vàng đã bay trong vẫn còn vàng nữa đấy. Con tên kia nó ở khám tận. Con tên kia nó ở khám tận BK rồi cho với lớp. Trong có bãi vàng nào khác hay không? Chắc là phải có rồi, không thấy thứ cho dân ra đây ăn vàng nữa. Rồi, bé e luôn. Và nhà tướng có đi vòng một chút không? Đi chỗ T à? Rồi, thứ đang chơi T, đi vòng một chút, đây là đi nhá. Đây là công một công nhanh, đánh cho 2L công nhanh vào. Lục cũng đã rất khỏe. Ép tí vàng là 1.4 rồi. Sang ca rồi. Ca. À, công 4 luôn. Đánh thêm một chút vàng nữa cũng được. Đây là bãi quả. Thì đã có tươi tươi. Chém luôn à? Có chém luôn để cho về lớp. Chém chưa lên xong chém luôn. Bắt đầu cầu ca nào. Cầu ca phát là lên chém 4 xong vừa đấy. Kính bánh xe. Nổ, nổ. Rồi, đúng rõ một tỷ số là một đều trận đấu tiên. Trận đấu em thấy Lục là siêu siêu khỏe dành cho Son. Ở lớp đánh giát. Chuẩn rồi. Một đều. S2.vn MU online cổ xưa, hiểu rất rõ người chơi cần gì, mong muốn gì ở game MU và hướng tới sự cân bằng số lượng giữa các chủng tộc trong game. Ban quản trị S2.vn đã dày công nghiên cứu và thức trắng đêm để cho ra hệ thống máy chủ mới chí tôn phiên bản Season 2 đặc biệt, sử dụng Auto Reset In-Game, Anti-Hack Protection VIP, phát triển 5 lớp nhân vật chuẩn WestGen. S2.vn chính thức Open Beta vào 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm... Yes, start the game already. Xuống tiếp. Trận đấu bản lề trận đấu đầu tiên đây là Babylon. Vậy là Baby Summer kèo cân thôi. Baby và Summer.